sau một thời gian em trải nghiệm với cà phê em này á, thì em thấy nó chạy rất là ok, rất là mượt, rồi tốc độ thì nó cũng rất là cao. Thì theo những ngày em tập luyện đã gắn bó với em á, thì em thấy thì nó cũng nói chung là rất là hợp với em. Rồi mình có chạy lại mấy cái giày Speed khác không Linh? Dạ, theo như mỗi khi em chạy với các bạn á, thì mấy bạn cũng có chạy những cái đôi giày mà chuyên về Speed, như giày công cổ như là Phantom, Leader đồ, thì em thấy em chạy theo với bạn đó thì nó cũng ok, nó không có bị chênh lệch tốc độ quá nhiều. Rồi, cảm ơn Linh đã cho biết về cảm nhận nha. Chào mấy bạn. Rồi, bye bye.